Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn là hai phiên bản của con Virtu. Bên tay phải của mình đây, đây là con Virtu Signature S đời 2017 chạy hệ điều hành Android. Còn bên tay trái của mình đây, đây là Virtu Signature S chạy hệ điều hành Symbian đời 2015. Đấy, cái đời 2017 thì nó sẽ có một số cái cải tiến hơn so với đời 2015. Đó là cái độ phản chiếu màn hình của con 2017 này nó ra bị sáng, ra ánh nắng. Nó không bị chói và vẫn xem được bình thường. Còn đâu con 2015 này vẫn xem được nhưng mà nó khó nhìn hơn. Đấy. Tuy nhiên là con 2017 này thì ánh sáng của nó dễ nhìn hơn khi mà ra ánh nắng. Tiếp theo nữa là khi mà chúng ta ấn nút bên sườn ý, thì hai cái máy này thì nó đều ra chữ Concierge là hàng chính hãng. Đấy. Tuy nhiên là khi mà bấm phím âm lượng của con đời 2015 ấy thì là nút âm lượng của nó là sẽ có từ 1 đến 10, trong khi đó âm lượng của máy 2017 chạy Android này thì nó sẽ là 6 mức âm lượng và nó sẽ là những cái gạch ngang chứ không phải là như cái đồng hồ công tơ mét, như cái đồng hồ số. Khi mà chúng ta ấn mã lệnh này sao thăng 927 12689 thăng thì là cái con đời 2015 2016 này thì nó sẽ ra các cái thông số như thế này, trong khi đó là con đời 2017 chúng ta sẽ không thể ấn được mã lệnh đó, sao thăng 927 12689 thăng sẽ không thể ấn được mã lệnh đó. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi và xem cái tin nhắn của con đời 2017 rất là hay, cái phông chữ nó rất là dễ nhìn. Đấy, ví dụ như có một tin nhắn từ Lazada gửi đến này. Đấy, phông chữ nó có khoảng cách to và dễ nhìn hơn so với phiên bản trước đây, inbox đây. Ví dụ như một cái tin nhắn từ BIDV đấy. Các bạn sẽ thấy là hai cái phông chữ này thì rõ ràng là cái đời 2017. 2017 này tin nhắn của nó thì chữ của nó sẽ dễ đọc hơn, cái khoảng cách nó xa hơn so với cả cái con đời 2015 2016 này. Khoảng cách của nó sẽ bị xít hơn. Đấy là về phần tin nhắn. Tiếp theo là đời 2017 này thì cái danh bạ của nó rất là hay. Danh bạ của nó có thể là tìm danh bạ nhanh giống như trên smartphone được. Còn danh bạ của cái dòng 2015 2016 này thì phải tìm theo chữ cái ABC. Về cái bộ nhớ của con 2017 này thì nó sẽ có bộ nhớ là đây. Chúng ta muốn xem bộ nhớ thì chúng ta sẽ vào phần phone. Trong phone này thì chúng ta sẽ vào phần memory. Đấy, chúng ta sẽ thấy là bộ nhớ của nó là 16GB và chạy hệ điều hành mất khoảng độ gần 4GB rồi, nên là trống còn 12,2GB. Trong khi đó là đời 2015-2016 này thì bộ nhớ của nó chỉ có 4GB thôi. Đây, vào phần phone này, memory này. Đấy, thì 4GB nó chạy hệ điều hành thì nó còn 3,7GB thôi. Đấy, hai cái bộ nhớ hoàn toàn khác nhau. Và cái con 2017 này thì nó copy danh bạ cực kỳ dễ và nhanh. Chúng ta có thể dùng smartphone ăn Samsung hay là iPhone, chúng ta có thể bắn Bluetooth nó nhận cực kỳ nhanh và dễ. Đấy. Về giao diện thì mình đánh giá là giao diện hai con này khá là giống nhau và rất là đẹp. Đây là một số cái điểm mà mình giới thiệu với các bạn về Virtu Signature S đời 2015 2016 và đây là đời 2017. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu mà các bạn có cái thắc mắc gì thì hãy comment ở phía dưới, hoặc là nếu mà các bạn mà cảm thấy thích thì hãy like, hãy share, comment để ủng hộ mình để làm những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.